Giá cà phê được chúng tôi cập nhật vào lúc 4 giờ ngày 8 tháng 8 năm 2024. Lưu ý các giá trên chỉ mang tính chất tham khảo. Mức giá thực tế sẽ có sự chênh lệch theo từng địa phương, phương thức vận chuyển, phương thức thanh toán, khối lượng giao dịch. Giá cà phê hôm nay ngày 8 tháng 8 năm 2024 tụt dốc không phanh, chạm mốc thấp nhất trong một tháng. Theo dữ liệu mới nhất, những diễn biến toàn cầu đã đẩy giá cà phê thế giới hôm nay giảm mạnh trên hai sàn giao dịch. Cụ thể, trên sàn Ice Futures Europe, giá cà phê Robusta vào tháng 9 năm 2024 giảm mạnh 1,66%, đạt 4.157 đô la tấn. Tương tự, trên sàn Ice Futures Earth, giá cà phê Arabica vào tháng 9 năm 2024 cũng giảm mạnh 1,93% đạt mức 226,05 Earth Center. Giá cà phê thế giới chưa có dấu hiệu dừng lại đà giảm mạnh. Chuyên gia nhận định căng thẳng địa chính trị ở Trung Đông lo sợ nền kinh tế mỹ suy thoái bào ở florida đã dồn thị trường tài chính toàn cầu vào cơn hoảng loạn thị trường đang chứng kiến một hiện tượng hiếm gặp khi hầu hết các loại tài sản đều lao dốc chứng khoán sụp đổ usd giảm mạnh giá vàng rơi tự do diễn biến này trái với quy luật thường thấy đồng usd tăng thì vàng giảm và ngược lại các chuyên gia chưa có nhiều lý giải cho diễn biến này tuy nhiên lịch sử đã chứng kiến những đợt bán tháo trên các thị trường chứng khoán cùng với đó là sự sụt giảm của giá vàng. Khi thị trường cổ phiếu lao dốc cũng là lúc nhiều tổ chức, nhà đầu tư nắm giữ vàng bán ra mặt hàng này để gồng lỗ chứng khoán. Hiện tượng giá vàng, USD, Bitcoin, chứng khoán, đồng loạt giảm cũng được lý giải có thể do bong bóng đã hình thành. Các loại tài sản đã bị thổi phồng trong vài năm qua, kể cả đồng USD, vàng và cổ phiếu, với việc giảm đến 2.000 đồng kg hôm nay. Giá cà phê trong nước đã mất 3.100 đồng/kg sau 7 ngày đầu tháng 8 và chạm mức giá thấp nhất kể từ ngày mùng 2 tháng 7 đến nay. Cùng với cà phê, giá tiêu cũng giảm mạnh tới 4.000 đồng/kg. Giá tiêu hôm nay ngày mùng 7 tháng 8 dao động trong khoảng 137.000 đến 139.000 đồng/kg như tạp chí Công Thương đã đưa tin, sản lượng cà phê Robusta của Việt Nam dự kiến sẽ tiếp tục giảm trong niên vụ 2024-2025, khi các vườn cà phê chịu tác động tiêu cực bởi đợt nắng nóng kéo dài ở Tây Nguyên, cùng với sự phát triển của dịch hại như rợp sáp nhện đỏ. Hiệp hội cà phê ca cao Việt Nam, Vicofa dự báo, sản lượng cà phê Robusta có thể giảm từ 15% đến 20% trong niên vụ tới. Ước tính sản lượng cà phê Robusta của Việt Nam cho niên vụ 2023-2024 là khoảng 26,7 triệu bao, mỗi bao nặng 60 kg. Trong trường hợp sản lượng giảm như dự báo, niên vụ 2024-2025 có thể chỉ đạt từ 21,4 đến 22,7 triệu bao, thấp hơn đáng kể so với con số 27,85 triệu bao do USDA ước tính trước đó. Trên thế giới, hoạt động mua bù bán từ những hợp đồng kỳ hạn đã xuất hiện vào cuối tuần trước sau khi Viện Cà phê Honduras báo cáo rằng xuất khẩu cà phê từ quốc gia sản xuất cà phê lớn nhất Trung Mỹ trong tháng 7 đã giảm 11% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống còn 610.669 bao. Trong khi đó, Viện Cà phê Quốc gia Costa Rica, ICAFE đã báo cáo lượng cà phê xuất khẩu của nước này trong tháng 7 cao hơn 16.600 bao so với cùng kỳ năm ngoái đạt tổng cộng 118.150 bao. Tuy vậy, tổng lượng cà phê xuất khẩu tích lũy trong 10 tháng đầu của niên vụ cà phê hiện tại lại giảm 5% so với cùng kỳ năm trước, đạt tổng cộng 818.726 bao. ICAFE cũng đã ước tính tổng sản lượng cho niên vụ cà phê 2023-2024 sẽ đạt khoảng 1,3 triệu bao hoặc thấp hơn khoảng 13% so với niên vụ cà phê trước. Sản lượng cà phê các nước Trung Mỹ thường ít được thị trường đặt chú ý vì số lượng không lớn. Tuy nhiên, trong bối cảnh gặp năm căng thẳng thời tiết do Endino và nhiều vấn đề khác liên quan dẫn đến nguồn cung eo hẹp, giúp cho giá cà phê vẫn còn trụ được trong khung giao dịch cao, nên bất kỳ một thông tin nào liên quan đến sản lượng lúc này đều rất nhạy cảm đối với hai thị trường giao dịch. Giá cà phê hôm nay tại khu vực Tây Nguyên tiếp tục giảm mạnh 2.000 đồng kg ở hầu hết các vùng trồng, có nơi giảm 2.100 đồng kg, qua đó đưa mức giá cà phê trung bình hiện ở quanh mốc 120.300 đồng kg tại khu vực Tây Nguyên. Cụ thể, giá cà phê hôm nay tại Đắk Lắk giảm mạnh 2.000 đồng mỗi kg, về mức 120.500 đồng kg. Giá cà phê hôm nay tại Lâm Đồng cũng giảm 2.000 đồng mỗi kg, còn 120.000 đồng kg. Giá cà phê hôm nay tại Gia Lai giảm 2.000 đồng mỗi kg còn 120.500 đồng kg. Giá cà phê hôm nay tại Đắk Nông giảm cao hơn, 2.100 đồng mỗi kg, chỉ còn 120.500 đồng mỗi kg, bằng giá cà phê hôm nay tại Đắk Lắc, Gia Lai.